sao học xây dựng mà laptop bằng game vậy? Đây là Adobe Valorant và Microsoft GTA 5 toàn phần mềm đồ họa mà bố. Acer Aspire 7 giá chỉ từ 12 triệu thôi bố à. Đa dạng cấu hình cho mọi nhu cầu từ làm việc, học tập cho đến giải trí. Trải nghiệm mượt mà kể cả khi mở nhiều tab trình duyệt hay chơi game. Trợ giá thêm 3 triệu khi thu cuối lên đời và hỗ trợ trả góp 30. Giá đã tốt còn giảm đến 800k, giảm thêm 50% khi mua office cho học sinh sinh viên. Và đừng quên, sinh viên mới thi xong đến ngay Sephonet để đổi điểm thi lấy voucher nha.